Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một phương pháp tự nhiên và hiệu quả để đối phó với táo bón, một vấn đề tiêu hóa phổ biến mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều đã và đang gặp phải. Táo bón không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Mật ong, một nguyên liệu thiên nhiên với nhiều công dụng tuyệt vời, không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà còn là một vị thuốc hữu hiệu trong việc trị táo bón. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mật ong để cải thiện tình trạng táo bón, giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu táo bón là gì. Táo bón được định nghĩa là tình trạng số lần đi đại tiện dưới 3 lần mỗi tuần, kèm theo các triệu chứng như đau quặn bụng, đầy bụng, chán ăn, phân khô rắn và đôi khi có lẫn máu khi đi cầu. Ngoài ra, táo bón còn có thể biểu hiện ở việc đi đại tiện nhiều lần nhưng vẫn có cảm giác không hết phân. Mỗi lần đi thì rất đau đớn và mất nhiều thời gian. Táo bón thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, bao gồm chế độ ăn uống thiếu chất xơ, uống không đủ nước, lối sống ít vận động, thói quen nhịn đi đại tiện, căng thẳng và stress kéo dài. Sử dụng thuốc có tác dụng phụ gây táo bón như thuốc chống trầm cảm, thuốc giãn cơ, thuốc kháng histamine, thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau nhóm opioid, v.v. Hoặc do các vấn đề về sức khỏe khác như hội chứng ruột kích thích IBS, tiểu đường hoặc rối loạn chức năng tuyến giáp gây ra. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu lợi ích của mật ong trong chữa táo bón là như thế nào. Về thành phần dinh dưỡng, mật ong chứa các nhóm dưỡng chất tốt cho việc cải thiện tình trạng táo bón có thể kể tới như: thứ nhất là đường tự nhiên, fructose và glucose. Những loại đường này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp kích thích nhu động ruột. Fructose có khả năng hút nước vào ruột, làm mềm phân và thúc đẩy sự di chuyển của phân qua đường tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón. Thứ hai là chất xơ hòa tan. Mặc dù mật ong không chứa lượng chất xơ cao như một số thực phẩm khác, nhưng vẫn có một lượng nhỏ chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp làm tăng khối lượng phân và duy trì độ ẩm, ngăn ngừa tình trạng phân khô cứng, nguyên nhân phổ biến gây táo bón. Thứ ba là enzyme tiêu hóa. Mật ong chứa nhiều enzyme tiêu hóa quan trọng như diastase, amylase. Những enzyme này hỗ trợ quá trình phân giải các dưỡng chất phức tạp thành các thành phần đơn giản hơn, giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn và ngăn ngừa táo bón. Thứ tư là các vitamin và khoáng chất. Mật ong chứa nhiều loại vitamin như vitamin B6, B1, B3, B2 và khoáng chất như canxi, sắt, magie và kali. Những dưỡng chất này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể mà còn hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Chẳng hạn, vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chức năng thần kinh và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho sự co bóp của ruột. B6 cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa protein và carbohydrate, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Khi tiêu hóa diễn ra trơn tru, phân sẽ mềm hơn và dễ dàng di chuyển qua đường tiêu hóa, giúp giảm thiểu tình trạng táo bón. Thứ năm là prebiotic tự nhiên. Mật ong chứa prebiotic tự nhiên là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Các vi khuẩn có lợi này cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Thứ sáu là các chất chống oxy hóa. Mật ong giàu các chất chống oxy hóa như flavonoid và phenolic acid. Những chất này giúp giảm viêm nhiễm trong đường tiêu hóa, làm dịu niêm mạc ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa. Viêm nhiễm trong đường tiêu hóa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón, do đó việc giảm viêm là rất quan trọng. Sau đây, mình sẽ chia sẻ tới các bạn các cách sử dụng mật ong chữa táo bón hiệu quả tại nhà. Thứ nhất là mật ong và nước ấm. Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất để sử dụng mật ong chữa táo bón. Bạn hãy hòa tan 1-2 muỗng canh mật ong nguyên chất vào cốc nước ấm, uống vào buổi sáng khi bụng đói hoặc trước khi đi ngủ. Nước ấm kết hợp với mật ong sẽ kích thích nhu động ruột và làm mềm phân, giúp giảm tình trạng táo bón. Thứ hai là mật ong và chanh. Mật ong và chanh không chỉ giúp chữa táo bón mà còn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, chống viêm rất tốt. Bạn hãy chuẩn bị 1-2 muỗng canh mật ong nguyên chất, nước cốt của nửa quả chanh và một cốc nước ấm. Sau đó hòa tan mật ong và nước cốt chanh vào cốc nước ấm.
uống vào buổi sáng khi bụng đói. Chanh có tính axit nhẹ giúp kích thích tiêu hóa, kết hợp với mật ong giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả. Thứ ba là mật ong và giấm táo. Mật ong và giấm táo giúp cải thiện tình trạng táo bón nhờ vào sự kết hợp của các đặc tính có lợi của cả hai. Mật ong có tác dụng nhuận tràng nhẹ nhàng, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột. Giấm táo chứa axit acetic giúp cân bằng độ pH trong dạ dày và kích thích tiêu hóa. Sự kết hợp này cải thiện chức năng tiêu hóa và thúc đẩy phân di chuyển dễ dàng qua đường ruột, giảm táo bón. Bạn hãy chuẩn bị 1-2 muỗng canh mật ong nguyên chất, 1-2 muỗng canh giấm táo và 1 cốc nước ấm. Hòa tan mật ong và giấm táo vào cốc nước ấm. Bạn nên uống vào buổi sáng khi bụng đói. Và cuối cùng là mật ong và sữa ấm. Mật ong có tác dụng nhuận tràng nhẹ, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột. Sữa ấm cung cấp canxi và protein giúp duy trì chức năng tiêu hóa hiệu quả. Uống hỗn hợp này trước khi đi ngủ giúp thư giãn cơ thể, ngủ ngon hơn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa, từ đó giảm nguy cơ táo bón. Bạn hãy chuẩn bị 1-2 muỗng canh mật ong nguyên chất và 1 cốc sữa ấm. Hòa tan mật ong vào cốc sữa ấm, uống trước khi đi ngủ. Tiếp theo, mình sẽ nói về các lưu ý khi sử dụng mật ong chữa táo bón. Thứ nhất là nên sử dụng mật ong nguyên chất. Đảm bảo sử dụng mật ong nguyên chất, không pha trộn với các chất khác để đạt hiệu quả tốt nhất. Thứ hai là phải kiên trì thực hiện. Sử dụng mật ong đều đặn hàng ngày để đạt được kết quả tốt. Kiên trì thực hiện trong một thời gian dài sẽ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm táo bón. Thứ ba là kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài việc sử dụng mật ong, cần duy trì chế độ ăn uống giàu chất xơ, uống đủ nước và vận động thể chất đều đặn để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, nếu tình trạng táo bón kéo dài hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ để được tư vấn và điều trị phù hợp. Bên cạnh việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt cũng như sử dụng mật ong, các bạn có thể tham khảo sản phẩm Isotagon với thành phần bao gồm các chất xơ hòa tan từ tự nhiên, lợi khuẩn dạng bào tử và các vitamin nhóm B giúp nhuận tràng, tăng cường tiêu hóa và hấp thu giữ chất cũng như nâng cao sức khỏe đường ruột rất là hiệu quả. Isotagon là một sản phẩm tiên tiến được thiết kế để hỗ trợ điều trị táo bón và cải thiện sức khỏe tiêu hóa tổng thể. Sản phẩm này thì chứa các thành phần tự nhiên như sau. Thứ nhất, lợi khuẩn Bacillus coagulans và Bacillus clausi dạng bào tử, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón bằng cách tạo thành lớp màng nhầy trên niêm mạc đại tràng giúp phân di chuyển dễ dàng hơn. Đồng thời, chúng ngăn ngừa viêm nhiễm đại trực tràng do táo bón kéo dài gây ra. Thành phần tiếp theo trong sản phẩm là chất xơ hòa tan từ mủ chôm, Fos và Fibregum, giúp hỗ trợ làm mềm phân, tăng cường nhu động ruột tự nhiên và giảm thiểu tình trạng táo bón. Và thành phần cuối cùng trong Isotagon là các vitamin nhóm B, B1, B5, B6 và vitamin PP, cung cấp năng lượng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, điều hòa enzyme tiêu hóa và giảm mệt mỏi, chán ăn do táo bón kéo dài gây ra. Việc sử dụng Isotagon hàng ngày giúp bạn duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống. Sản phẩm này thì rất là dễ dàng để sử dụng với hương vị thơm ngon, không gây tác dụng phụ và phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng táo bón kéo dài, hãy thử sử dụng Isotagon để cảm nhận sự khác biệt. Đừng để táo bón làm phiền cuộc sống của bạn. Hãy chăm sóc hệ tiêu hóa của mình ngay từ hôm nay với Isotagon. Tóm lại, chữa táo bón bằng mật ong là một phương pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Với các cách sử dụng mật ong kết hợp với nước ấm, chanh, giấm táo hoặc sữa, bạn có thể dễ dàng áp dụng tại nhà để cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm triệu chứng táo bón. Hãy kiên trì thực hiện và kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh để đạt được kết quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu còn băn khoăn hay thắc mắc gì liên quan đến táo bón hay là sản phẩm Isotagon, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới phần bình luận hoặc là gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình để được hỗ trợ và tư vấn thêm trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.